bạn nhìn những cái con tôm trong cái những em gọi cuốn tôm thịt này các bạn, nó lồ lộ ra mà nó nổi bật luôn đó các bạn. Con nào con nấy ú na ú nần các bạn ơi. Cái này là chị gái hồi sáng chị gái mình đi chợ ấy, chị gái mình chọn mua cái loại tôm sú á các bạn, tươi mà ngon. Các cái cuốn này mình ăn chừng 2-3 cuốn là mình no luôn đó các bạn. Với lại mình thấy á, cái phần gỏi cuốn của Việt Nam của mình á, cũng dễ ăn mà cũng dễ làm các bạn. Không có cầu kỳ gì mấy hết á, chỉ cần bạn mua thịt hoặc là mua tôm về bạn luộc lên thôi, rồi sau đó là mình cuốn với lại rau sống, bún, bánh tráng là mình có một món ăn đơn giản không cầu kỳ mà ngon các bạn này, kèm với lại các loại nước chấm nữa. Thịt mình luộc màu trắng và khi mình vớt ra không bị thâm ấy các bạn, thì mình
luộc mình cho một ít giấm ăn vào trong cái phần thịt luộc nha các bạn nhé. Khi mà cái phần thịt luộc của mình nó sôi á thì mình sẽ vớt cái phần bọt bỏ đi nha các bạn. Cái phần thịt này các bạn thì mình sẽ cắt làm tư làm đôi ra cho nó, để luộc cho nó mau chín nha các bạn. Mình sẽ kiểm tra cái độ thịt có chín chưa nha các bạn. Thịt mình được rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ gắp thịt mình bỏ vào chậu nước đá lạnh mà mình chuẩn bị nha các bạn. Mình để thịt vào trong cái chậu nước đá lạnh như thế này nè các bạn, để cho phần thịt của mình săn lại và giữ được cái màu trắng của thịt luôn nha các bạn nhé. Dùng cái nước luộc thịt mình sẽ luộc tôm nha các bạn. Tôm mình nó sôi lên rồi nha các bạn, thì mình sẽ dùng vợt mình vớt tôm và mình bỏ vào cái chậu đá lạnh này luôn nha các bạn nhé. Đã không các bạn, màu đẹp không các bạn. Phần thịt và phần tôm mình sẽ vớt ra rổ cho ráo nha các bạn nhé. Sau khi mình ngâm nước đá lạnh, bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Mình cho ít muối và đậu phộng. Đậu phộng mình chín mình sẽ tắt bếp bỏ ra ngoài nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ phi hành tỏi cho vàng nha các bạn nhé. Nó hơi vàng thì mình sẽ bỏ tỏi vào trong luôn nha các bạn. Tỏi mình vi vàng rồi nha các bạn, mình sẽ nhắc ra các bạn ơi. Mình đổ ra rây nha các bạn nhé. Bỏ xả vào mình phi cho vàng. Mình nó hơi vàng thì mình sẽ cho hành tỏi vào phi luôn nha các bạn. Khi mà mình phi gần vàng rồi nha các bạn thì mình sẽ cho cái phần khóm vô. Khi mà cái phần khóm của mình gần được rồi nha các bạn thì mình sẽ bỏ cái phần mắm nêm mình vào nhé. Lắc nhẹ cái phần chai mắm nêm của mình nhé các bạn, cho nó hòa quyện cái phần mắm ở dưới và phần trên luôn. Mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Khi mình đổ vào phần mắm nêm và mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ nêm vào đây. Đường là mình nhà mình tùy thích mình nêm ngọt hay là vừa ăn tùy nhà mình nhé các bạn. Mình sẽ nêm vào 6 thìa cà phê đường. Cái phần mắm nêm của mình nó sôi nó chín rồi nha các bạn. Mình sẽ nhắc ra thôi nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ làm nước chấm tương đen bơ đậu phộng nha các bạn. Mình bỏ hành tỏi ra mình phi cho vàng nha các bạn. Sau khi hành tỏi mà mình đã phi vàng á các bạn thì mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ bỏ cái phần tương đen vào nha các bạn nhé. Mình lưu ý nhỏ nha các bạn. Sau khi mà mình phi hành tỏi xong rồi mình nhắc xuống, rồi mình mới cho tương đen và bơ đậu phộng vào. Mình đừng để trên bếp, để trên bếp thì nó sẽ bắn tung tóe nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái phần bơ đậu phộng vào nha các bạn. Cái phần bơ đậu phộng nó tùy nhà mình thích ăn 2 thìa, 3 thìa thì cái khối lượng mà mình cho thì tùy nhà mình nha các bạn nhé. Mình sẽ bắt trở lại lên bếp để mình nấu cho nó hòa tan ra nha các bạn nhé. Mình sẽ hòa tan. Cho thêm một ít nước lọc nha các bạn. Mình nấu cho sôi cái phần tương đen bơ đậu phộng lên nha các bạn. Sau khi cái phần tương đen bơ đậu phộng của mình nó sôi lên rồi mình sẽ tắt bếp nha các bạn nhé. Sẽ cắt thịt mỏng ra nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bóc cái vỏ tôm mà mình bổ con tôm ra làm đôi để mình gói cuốn nha các bạn nhé. Chừa lại cái phần đuôi như thế này để tí nữa mình cuốn mình lòi cái đuôi đi cho đẹp. Bây giờ mình sẽ cuốn cái phần gỏi cuốn nha các bạn nhé. Khi mình cuốn cái gỏi cuốn này tay mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi nha các bạn nhé. Lấy một ít bún mình để ngay phía cạnh của rau sống và hai miếng thịt luộc. Mình sẽ lật cái phần tôm mặt đỏ ra ngoài như thế này nè các bạn. Đó. Còn cái mặt thịt thì mình lật vào phía bên trong. Phần hè thì mình sẽ để lên sau cùng nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cuốn lần lượt như thế này nè các bạn. Mình sẽ cứ cuốn hết như thế này các bạn. Đó. Đây là mình đã cuốn xong cái cuốn gỏi cuốn tôm thịt đẹp không các bạn? Hello. Xin chào các bạn trên kênh Cuộc Sống Hai chị em. Thì các bạn ơi, chị gái mình đã làm xong mâm gỏi cuốn tôm thịt. Các bạn nhìn cũng hoành tráng không các bạn? Kèm theo là hai bát nước chấm, một bát là nước chấm tương đen đậu phộng, còn một bát là nước chấm mắm nêm các bạn nhé. Bây giờ
giờ mình sẽ là người thưởng thức và review cái gỏi cuốn tôm thịt cùng với hai loại nước chấm, xem coi chị gái mình làm như thế nào các bạn nhé. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình. Hôm nay mình uống nước đá me các bạn ạ. Cái nước đá me này là chị em mình cũng có chia sẻ một video làm về nước đá me đậu phộng á các bạn. Mình mời các bạn nhé. Quá đã các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái gỏi cuốn và chấm bằng cái nước mắm nêm các bạn nhé. Nhìn cái mắm nêm mà chị gái mình làm này các bạn. Tuyệt vời không các bạn? Bây giờ mình sẽ đảo đều lên nha các bạn. Mời các bạn. Nước chấm mắm nêm á, chị gái mình làm vừa ăn luôn các bạn ơi. Vị thơm của mắm nêm kèm theo với lại các loại gia vị mà chị gái mình nấu cùng với lại cái mắm nêm này á, các bạn hòa quyện với nhau thơm lắm. Ăn kèm với lại cái gỏi cuốn tôm thịt đấy các bạn, thơm ngon với lại cái mùi của các loại rau sống này với lại hè á, nó hòa quyện vào ngon lắm các bạn. Các bạn nhé, nhìn những cái con tôm trong cái những em gỏi cuốn tôm thịt này các bạn, nó lộ ra mà nó nổi bật luôn đó các bạn. Con nào con nấy ú nè ú nần các bạn ơi. Cái này là chị gái hồi sáng chị gái mình đi chợ ấy, chị gái mình chọn mua cái loại tôm sú á các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái cuốn tôm thịt thứ hai mình thưởng thức các bạn nhé. Lần này thì mình sẽ review cho các bạn cái nước chấm mà tương đen bơ đậu phộng các bạn ơi. Mình cũng trộn đều lên các bạn. Mình nghĩ cái tương đen bơ đậu phộng này ăn nó sẽ béo, nó thơm hơn. Mình sẽ bỏ vào như thế này nè các bạn. Đó. Mình mời các bạn nhé. Nó béo ngậy mà nó thơm lắm luôn các bạn ơi. Nó bùi bùi của đậu phộng bơ á các bạn. Bơ đậu phộng á, ăn kèm với lại tương đen đúng là hợp luôn á các bạn. Gỏi cuốn này, các cái cuốn này mình ăn chừng 2-3 cuốn là mình no luôn đó các bạn. Với lại mình thấy á, cái phần gỏi cuốn của Việt Nam của mình á, cũng dễ ăn mà cũng dễ làm các bạn. Không có cầu kỳ gì mấy hết á, chỉ cần bạn mua thịt hoặc là mua tôm về bạn luộc lên thôi. Rồi sau đó là mình cuốn với lại rau sống, bún, bánh tráng là mình có một món ăn đơn giản, không cầu kỳ mà ngon các bạn này. Kèm với lại các loại nước chấm nữa. Hết một miếng này luôn nè các bạn.
bạn miếng nước đá me nhé. Đúng là mình thấy trời mà đã nắng nóng á các bạn, mình ăn những cái món mà nó làm cho cơ thể mình nó nhẹ cái bụng á, uống thêm nước, mấy cái nước giải khát này luôn là sảng khoái luôn đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một em gỏi cuốn tôm thịt thứ ba các bạn nhé. Các bạn nhìn chị gái mình gói này các bạn, uống nè uống nần, cái nào cái uống nè uống nần các bạn. Mình chấm với lại nước chấm tương đen bơ đậu phộng. Mời các bạn nhé. Miếng cuối cùng luôn các bạn. Các bạn luôn đó các bạn ơi, mình ăn 3 cuốn gỏi cuốn tôm thịt và mình no luôn á. Mình mời các bạn miếng nước đá me nhé. Các bạn ơi, mình đã thưởng thức xong 3 cái gỏi cuốn tôm thịt mà chị gái mình đã làm rồi nha các bạn. Nếu mà các bạn ngấy cái phần cơm hoặc là ngấy những cái món ăn dầu mỡ hàng ngày ấy, thì các bạn cũng có thể làm cái gỏi cuốn tôm thịt để dùng trong những món ăn hàng ngày của gia đình mình các bạn nhé. Chị em mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay của chị em mình. Nếu như mà các bạn có thích video ngày hôm nay của chị em mình chia sẻ về cách làm gỏi cuốn tôm thịt cũng như là cách làm nước chấm mắm nêm hoặc là nước chấm tương đen bơ đậu phộng á, thì các bạn cho chị em mình một like, một chia sẻ cũng như một đăng ký kênh YouTube Cuộc Sống Hai Chị Em. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây để cho chị gái của mình vào thưởng thức những gỏi cuốn tôm thịt các bạn nhé. Một lần nữa chị em mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.